Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành công thương khu vực phía Bắc đang có những dấu hiệu bất thường khi giá trị sản xuất công nghiệp có dấu hiệu chững lại. Nếu như năm 2018 giá trị sản xuất công nghiệp của vùng đạt cao nhất so với các khu vực trên cả nước, thì mức tăng trưởng những tháng đầu năm 2019 luôn đạt thấp. Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương Bộ Công Thương, thời gian qua công nghiệp thương mại của 28 tỉnh thành phố phía Bắc có sự tăng trưởng khá nhanh, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của nền kinh tế khu vực phía Bắc cũng như của cả nước. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng tăng trưởng 14,9%, 4 tháng đầu năm 2019 tăng 9,7%. Nhiều địa phương thể hiện được vai trò đầu tàu về phát triển công nghiệp của vùng và cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Tĩnh. Về thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khu vực phía Bắc năm 2018 tăng trưởng 11,8%, 4 tháng đầu năm tăng 13%, kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm tăng trưởng ở mức cao. Ở tất cả các địa phương, các loại hình thương mại văn minh hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại từng bước làm thay đổi nhận thức và thói quen mua sắm của người dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công Thương, kết quả hoạt động công thương của 28 tỉnh, thành phố phía Bắc còn nhiều hạn chế, chuyển dịch cơ cấu ở một số lĩnh vực công nghiệp chưa thực sự bền vững, khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp yếu, quy hoạch phát triển cụm công nghiệp còn chậm. Cung cầu hàng hóa tuy được bảo đảm nhưng thiếu tính bền vững do thiếu sự liên kết bên trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại được đầu tư nhưng còn lạc hậu, thiếu đồng bộ, chưa hình thành được một hệ thống các chợ đầu mối, trung tâm phân phối hàng hóa lớn, liên kết trong xúc tiến thương mại hoạt động còn chưa hiệu quả. Qua cái hội nghị này chúng tôi cho rằng là cái giải pháp của chúng ta tới đây thì chính phủ cũng như Bộ Công Thương cũng cần phải có một cái nghiên cứu là tạo ra những cái vùng mà có những cái tương đồng trong cái việc mà từ cái việc quy hoạch cho cái việc mà phát triển để tạo ra những cái khu vực mà nó có những cái sản phẩm mà có mang tính chất mà có thể là cạnh tranh được với quốc tế. Sơn La cũng xác định rằng là hiện nay cái sản phẩm nông sản của Sơn La xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc là chính, cho nên chúng tôi sẽ tìm các cái giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đồng thời thì cũng tìm các giải pháp để giới thiệu quảng bá các cái sản phẩm của Sơn La vào các thị trường lớn và khó tính như là EU hoặc là Mỹ hoặc là Úc và các tiểu vương quốc Ả Rập. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cho các tháng còn lại của năm 2019, ngành công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cần tập trung một số nhiệm vụ giải pháp như sau. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội đã được đề ra tại nghị quyết của Chính phủ, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp và thương mại, triển khai có hiệu quả các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển của Trung ương và địa phương. Có mấy cái việc thì tôi đề nghị chúng ta tập trung thôi. Thứ nhất là đề nghị toàn ngành công thương để chúng ta dưới sự chỉ đạo của ban các tỉnh thành phố thì tiếp tục tổ chức triển khai các quyết liệt các nghị quyết 01 của Chính phủ, 02 của Chính phủ, đặc biệt là xuất nhập khẩu nông sản, cái nhiệm vụ rất là quan trọng từ nay đến cuối năm của các sở công thương, đặc biệt là cái phần mà giúp doanh nghiệp kết nối tìm thị trường là logistics. Đây là cái bất cập chi mạng mà chúng ta sắp tới chúng ta phải thiết kế được chính sách để mà mời gọi doanh nghiệp vào thì mới được. Tôi cũng chỉ biết là cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điều kiện xuất kinh doanh là một cái trọng tâm của Bộ Công Thương và chúng tôi đang tiếp tục kiên trì con đường này. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp và thương mại, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp theo chiều sâu, các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng và tỷ trọng giá trị nội địa cao, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và hệ thống phân phối, xây dựng danh mục và khuyến khích thu hút đầu tư các dự án trọng điểm,